Rồi, mình xin chào các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở kênh YouTube này nha. Hôm nay các bạn, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồ chơi lồng đèn trung thu nha các bạn. Đang vô mùa trung thu mà, mình sẽ quay trung thu gửi cho các bạn xem ha. Đây, một số mẫu nói chung thì các bạn, cái mẫu trung thu, đồ chơi trung thu này nó cũng khá là đa dạng các bạn. Rất là nhiều mẫu mã luôn, cho bé trai, bé gái luôn, cho bé nhỏ, bé lớn luôn. Đó, cho nên là đôi khi các bạn, mình muốn quay cho các bạn gửi lên bạn nhiều lắm, nhưng mà đôi khi mình không có thời gian. Thứ nhất, thứ hai là các bạn, chỗ mình bán nó không có đủ mẫu các bạn. Đấy, cho nên là các bạn xem thì cố gắng, có gì thì các bạn đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha các bạn. Đấy, ok rồi, nó các bạn nhìn thấy chưa, cái mẫu này chúng ta có đây là mẫu siêu nhân nha các bạn. Đó, mà thấy không, siêu nhân nha, nó đứng sừng sững luôn các bạn, cầm cái súng màu xanh đó các bạn, để đi chiến đấu nha các bạn. Cái mẫu mình đây là lỏng lồng đèn, cho nên là nó sẽ có một cái cây tay cầm để mà cầm sách nó lên nha các bạn, cầm sách nó lên nha các bạn, cầm sách nó lên dùng để đi chơi các bạn, cầm sách đi chơi nha các bạn. Bây giờ thì thời bây giờ thì mình thấy nó hiện đại các bạn, hầu như là chơi là toàn lồng đèn, là toàn chơi lồng đèn điện tử không các bạn ơi, pin. Chứ mình thấy cái lồng đèn này bằng giấy nè, hoặc là lồng đèn bằng hình ngôi sao, bằng giấy kiến rồi các bạn, bây giờ người ta ít chơi rồi các bạn. Mình thấy có thể là mình cho nó ít thôi nha các bạn, chứ không phải là nó bị biến mất hoàn toàn nha các bạn. Một số vùng, ví dụ như trẻ bé ở vùng sâu vùng xa thì vẫn còn chơi nha các bạn, nhưng mà đa số mình thấy ở thành thị các bạn thì đa số người ta chuyển ra điện tử này hết các bạn ơi. Nó gọn nó lẹ và nó nhanh các bạn. Còn những cái mẫu đồ chơi mà lồng đèn truyền thống của mình á, ngày xưa á, mình thêm mình nhớ các bạn, thì thông thường chúng ta phải mua trước khi trung thu, chúng ta phải dù lồng đèn ngôi sao đi, các bạn phải đi chặt tre chặt trúc này, các bạn chuốt bằng lằn làm thành thường ngôi sao, nó rất là mất thời gian, mất nhiều thời gian công sức mình nha các bạn. Nhưng mà bây giờ thì hầu như là cứ ra tìm thích thì mua mẫu nào đó về chơi, nó nhanh gọn lẹ, các bạn xách đi chơi liền, các bạn không phải suy nghĩ nghĩ ngợi gì hết. Rồi ok, rồi trả lời vấn đề chính nha, mình lan man nhiều quá. Đây, mình giới thiệu các bạn này, mẫu đồ chơi lồng đèn trung thu siêu nhân nha các bạn. Siêu nhân này mình nghĩ chắc thích hợp cho bé trai nhiều hơn nha các bạn. Thích hợp bé trai hơn, tại bé trai thì nó sẽ mang phong cách mạnh mẽ các bạn. Đấy, ok rồi, bây giờ mình khui ra thấy các bạn ha. Siêu nhân này thì không có đi được nha các bạn, nó cái mẫu này thì cái dạng giống như nó của nó là chỉ có nhạc đèn thôi, cái tiếng nhạc và tiếng đèn thôi các bạn. Đó, thấy không, để tối đi cầm đi đó, các bạn thấy không nè, đây có cái phần tay sách này các bạn, nó đây nhà sản xuất chúng ta nói vô đây sẵn luôn nè, nói vô đây để chúng ta cầm lên nó, các bạn thấy không, cái tay mình đang cầm nè, thấy không, sách lên nè, nó xách lên nè, đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ lắp pin vào và mình cho nó vận hành thử, các bạn cùng xem ha. Đấy, một đồ chơi nhìn chung cũng đơn giản thôi, pin nó sử dụng là pin 1.5V 2A nha các bạn, 2A là pin lớn nha. Đây, pin lớn nha, pin mình để giới thiệu nhiều rồi nha các bạn, mình không nhắc lại nha. Rồi, lắp vào thôi. Đấy, ok. Để coi cả nha, coi cái anh siêu nhân này anh làm được gì nha, anh ngầu quá trời ngầu luôn. Đây, cái tay là di chuyển được nha các bạn, nó có khớp nè, quay tới quay lui được nha các bạn, nó quay lên tới xuống được nè, nó còn súng đi coi coi làm gì không đây. Cái súng này là cố định này các bạn ơi, cái súng này để coi cái có đèn thôi các bạn, chứ nó không có gì hết. Rồi ok, rồi bây giờ mình bật công tắc lên nha các bạn. Cái súng nó bắn nó rung các bạn, con thấy không, nó rung nè, có thì ra là vậy, có tính năng là bắn súng nha các bạn. Siêu nhân này là quá dữ luôn các bạn ơi, cầm súng mình tưởng rồi chỉ là để chân thôi các bạn, ai về bắn luôn các bạn thấy không, nó rung nè. Quá dữ luôn các bạn ơi, quá chất lượng luôn. Bắn quá trời bắn luôn nè các bạn, nó súng bắn quá trời bắn lia lịa luôn, cái tay rung nè, rung mình thấy nhức khớp luôn các bạn. Đó, mà thấy chưa, còn ảnh là đứng thường thường luôn các bạn, chưa bắn xong mà anh đứng trên nhà anh rung luôn các bạn, anh rung anh quay luôn nè, thấy không? Đó, ok, quá dữ luôn, tiếng quá trời lớn luôn. Đó, các bạn có thể cầm lên nữa nè, sắp lên nè, thấy không, cầm sắp lên được nha các bạn. Đó, tối trung thu rồi, chỉ cần cầm về đi chơi là được rồi nha các bạn, cầm về đi chơi là vui rồi nha các bạn, đâu cần nhiều đâu. Đó, quá dữ luôn, quá ngầu luôn. Siêu nhân thì mình không biết siêu nhân gì luôn, mà cái mặt nó ngầu quá trời luôn, đèn đốt quá trời luôn, ngay ngực nè, cái súng nè, rồi rung nè. Rung cái tay mình luôn rồi các bạn, rung cái tay mình luôn. Quá đặc biệt luôn, mình tưởng là cái súng này chỉ cầm chơi thôi các bạn, ai về đâu là nó
giả lập bắn được luôn nha các bạn. Đấy, quá dữ luôn nè, rung rung rồi còn dây điện đó. Quá dữ luôn. Rất thích hợp cho bé trai nha các bạn. Mình siêu nhân là chỉ thích hợp bé trai thôi, mạnh mẽ, nam tính nha các bạn. Còn bé gái thì chơi khác. Quá dữ luôn. Đó. Đó. Thấy không? Rung quá trời luôn à. Mình đang cầm trên tay, mình đang cầm nha các bạn. Mình đang cầm nha. Quá trời ngầu luôn, quá trời ngầu luôn. Ok. Quá dữ luôn. Mỗi ngày đẹp hết các bạn ha. Mình thấy có tính năng gì cũng hay. Nhìn cho nó đỡ nhàm chán hơn cái món đồ chơi mình bạn các bạn. Tại vì nếu mà cái này chỉ có cầm cái súng không mà không có bắn như thế này các bạn, nó rất là nhàm chán các bạn. Đó. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Đấy. Đã không các bạn? Đấy. Cầm đi chơi Trung thu là phải nói là cực kỳ ngầu luôn. Ok. Rồi. Video clip của mình chắc cũng lại tới đây thôi nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Nhìn lại một chút xíu một lần nữa, quá trời ngầu luôn các bạn. Rồi. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết clip mình nha. Các bạn xem thì nhớ đăng ký kênh và cho mình xin một like để mình có thêm động lực, mình cố gắng, mình sắp xếp thời gian mình quay thêm nhiều video clip để cho các bạn xem nha các bạn. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau nha.